chào các bác. Một nhà vườn mà không có cây nào là cây tầm thường. Mình giới thiệu các bác nha, bắt đầu với cái cổng đi vào nha. Đập nghe mắt là cái cây mùa hiếm này. Những cây trong này có bán không anh hay là chỉ để chơi thôi? Có bán. Cây hoa mùa này thì đang để bao nhiêu anh? 7 triệu thôi à? À thế được. Em ở Đà Lạt sao? Ồ, em ở quê biết chứ. Giống mua này là giống lá nhỏ, giống lá to nó xấu hơn. Cái mua mà được cái thân này thì khủng đấy. Đẹp quá. Dành riêng clip cho nó. Đang hoa đang quả. Đẹp hơn đỗ quyên đấy. Đúng mua lá nhỏ. Sim mua giờ quý lắm. Kiếm đâu ở cái bệ gốc như này. Thông này tự làm hay là nhập về đấy? Nhập về. Chứ con này mà làm gì? Hết đời mình. Phải thông đen không anh hay là thông gì? Thông Đà Lạt chứ đúng không? Đấy cái cây thông này. Quá là kỳ. Con nhỏ nhỏ ở trên luôn. Có vẻ già hơn. Đẹp quá. Không có cây nào xấu. Cây gì cũng muốn quay này chết. Đấy. Giới thiệu tiếp hai cây thông ở lối vào để lùi xa xa mới quay được. To quá. Đẹp quá đẹp. Đỗ quyên này đúng không anh? Cây này đang để bao nhiêu anh? Đây hợp lý quá nhỉ. Ở ngoài kia chém dã man thật. Trong này hợp lý đấy. Đẹp quá. Em quay này up lên mạng nhiều người thích lắm, người ta đến từ nơi đấy. Đẹp thật. Ngay quá. Này. Quay lại từ đầu để vào đi cho nó từng phía một đi, chứ nhìn cái cây nào đẹp cũng muốn chết. Tuyệt vời. Tận mắt nhìn nó mới thấy được con. Chứ mà xem clip cũng khó lắm. Quay lại được phần nào thôi. Cây nào cũng muốn hỏi này. Đấy, lục lục rồi. Cây nào cũng kỹ, rất kỹ. Mẫu đơn cũng đáng nhiều tiền. Đơn được cái bệ như thế đâu có dễ. Cây ngũ sắc này củ nó kinh không, người ôm không hết. Như con cóc. Ai chà, con tuyệt phẩm.
cây đề. À, quay cái cây thông này. Nhiều quá chắc chỉ điểm xuyết thôi. Đi quay này mấy ngày, chi tiết từng cây chắc phải mấy ngày quá. Nó đẹp quá đẹp. Này không về được rồi. Úi, gốc hồng này. Hồng cổ. Cái cổ. Gốc dâu lũa ở đằng trong kia. Dâu lũa. Con này là con gì thì không nhìn rõ, xa quá. Ui, con khế này kinh nhỉ. Nằm như con trâu. Đẹp quá đi mất. Đi hai bên trước xong rồi vào giữa. Đi Lào. Còn cây muốn mua thôi. Không. Khu vực ở giữa này còn cây giá trị tí nữa. Mình là nhà vườn gì anh nhỉ? Đẹp quá. Tùng La Hán cũng đẹp. Đẹp quá. Rồi đến con hoa giấy này. Đấy. Cao tầm hơn mét. Tán rộng tầm hơn mét. Đẹp lắm. Gốc hồng. Con La Hán kia từng đi triển lãm đúng không anh? Nhìn quen lắm. Đẹp ghê. Đấy. Nhìn cái biển triển lãm vẫn còn. Nhìn cái thân này các bác sướng không? Cái này thì giá trị nó khó đồng đến lắm. Khế chua. Quái gì. Rồi lại cái hạt giấy này. Từ gốc này nó man.